Ưu điểm em thì hòa đồng, vui vẻ, cởi mở, biết nấu ăn, biết hát hò, thích thể thao. Nhược điểm em thì hơi nói lắp, độc thân cũng 3-4 năm nay, có quan hệ xã giao thôi. Xã giao là xã giao sao? Tình bạn rồi kia nội chứ không có hướng tới. Chưa có cái nào tiến sâu được hết. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với người chơi đang tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa ngày hôm nay. Xin chào bạn. Hello. Hello. Trời, bắt tay cái cho để cho ngồi trong bóng tối vẫn có niềm tin nha. Đợi gì tường ra mời bạn gái mình vô nha. Đây, thẳng lên. Rồi, cái ghế đây rồi, quẹo vô. Rồi, mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Mời bạn trai ưu tiên, tại vì bị nãy giờ bị bịt mắt quá ha. Dạ, em tên Kiệt, sinh năm 1988, quê em ở Bình Thuận. Hiện tại em làm nhân viên giao nhận ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đang ở quận 3. Hiện tại là em đang ở với ai? Hiện tại thì em đang ở một mình đó chị, ở trọ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu nè. Dạ, em tên là Lâm Ngọc Duyên, sinh năm 1994, nhân viên bán hàng siêu thị. Dạ, em ở sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê thành phố Hồ Chí Minh, sống làm việc thành phố Hồ Chí Minh luôn, dạ. Quận mấy nè? Dạ, em hiện đang ở quận 12. Là hiện tại đang sống với ba mẹ, với gia đình của mình luôn. Dạ, đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, cũng hơi nhút nhát. Tật xấu là ngủ nướng. Còn bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm em thì hòa đồng, vui vẻ, cởi mở, biết nấu ăn, biết hát hò, thích thể thao. Khuyết điểm em thì hơi nói lắp chứ. Lúc nào cũng nói lắp hay là những lúc nào? Lúc căng thẳng là sẽ bị nói lắp rồi luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu. Như nãy giờ chị đâu có nghe em nói lắp gì đâu, vậy là hôm nay rất thoải mái phải không? Dạ, đến dạ. Với chương trình tinh thần rất là thoải mái, hôm nay vui mà. Dạ vui. Thế còn về tình trường thì sao? Tình trường tình thì em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời còn đi học á, năm 18 tuổi. Rồi mối tình thứ hai em thì hồi lúc trước em làm bếp á, làm trong nhà hàng á. Có làm bếp trong nhà hàng nữa hả? Dạ, hồi mới ra đời em nấu ăn phụ bếp rồi á. Dạ. Tại đó là quản lý ở nhà hàng á. Tại vì cái nghề bếp á, thì nó hay đầu tắt mặt tối trong bếp không à. Không có thời gian rảnh, nhất là những ngày lễ lộc rồi á. Mà bạn gái thì thích chơi ha, tối đi chơi thì cái buổi tối thì nó mới lãng mạn, thì nó thích đi chơi mà em không có điều kiện, để không có thời gian á, để chở đi đây đó đồ, cái dần dần cái tình cảm nó không còn mặn mà đó. Thì em độc thân cũng 3-4 năm nay, có quan hệ xã giao thôi. Xã giao là xã giao sao? Tình bạn rồi kia nội chứ không có hướng tới. Chưa có cái nào tiến sâu được hết. Trời ơi, mà vậy là có làm trong bếp đi là nấu ăn ngon lắm đúng không? Có phụ bếp là nấu ăn ngon rồi. Dạ, đó chỉ là phụ thôi chứ chưa là đầu bếp. Chỉ đứng chảo rồi kia nọ. Đứng chảo là ngon rồi, đứng chảo là nêm nếm nấu nướng, mình biết cách nấu món là ngon rồi. Gia đình thì món gì ví dụ như là ngon là món gì? Mấy món gia đình đó chị. Thịt kho hộp vịt rồi cá kho tộ. Nói nghe thèm dễ sợ luôn á. Dạ. Thịt kho hộp vịt, cá kho tộ, còn mấy món chị Tường thèm không? Cá lóc nấu canh chua. Trời ơi, mấy món miền Tây nó cá lóc nấu canh chua. Thì quê gốc ở miền Tây. Bà nội em miền Tây. Rồi, thế còn em sao nè? Dạ, em trải qua, em quen nhiều lắm. Nhưng mà... Cũng xã giao thôi hả, hay sao? Dạ đúng rồi, mình chưa chính thức. Ba mẹ cũng muốn em kết hôn để có người... Thì cũng có cháu bồng á chị. Rồi, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em có nói chị làm ai cho em á, là tìm cái mẫu người bạn trai giống như ca sĩ Ghim Tuấn Kiệt. Ca sĩ Ghim Tuấn Kiệt. Thịt cha hay hay. Đi khác không em? Hát cũng tạm á. Hát cũng tạm á. Tôi để ý rồi. Tại mấy người mà, thôi. Mấy cái người mà nói lắp á, hát rất hay. Ngộ lắm. Tôi có rất nhiều người bạn luôn quý vị. Nói chuyện là lắp. Mà sao hát không lắp? À, nó lạ vậy đó. Hay hát hơn là rất hay á. Hát á. Hay hát. Hay hát mà hát hay nữa. Em tên gì? Em tên Kiệt. Cái gì Kiệt? Bùi Tuấn. Bùi Tuấn Kiệt. Bùi Tuấn Kiệt được không? Dạ em cũng chưa biết, chưa thấy. Cũng Kiệt chữ Kiệt á. Em tiếp xúc em mới biết được. Kiệt đẹp trai lắm nha. Một chút tôi cho hát thử nghe coi hát là hay. Là bạn Kiệt là làm giao hàng chị? Giao hàng. Giao hóa đơn, chứng từ. Giao hóa đơn, chứng từ. Mà tôi thấy tự nhiên trùng hợp, thích Kiệt, qua đây có Kiệt, còn muốn gì nữa? Ngoài cái là đẹp trai nè, còn cái tiêu chuẩn gì nữa không nè? Khoảng 1m7 luôn chị. Tự vì em cũng hơi thấp nên em muốn nên các bạn trai cao để che chở bảo vệ cho em. 1m7 chứ, có chứ. 1m7 có, 1m7 luôn. Kiệt có Kiệt, 1m7 có 1m7. Xém còn... xém rồi, 1m69. 1m69 là được rồi, anh giang lên một phân thiệt ông này. Dạ, biết hát, biết nấu ăn thì càng tốt. Người ta phụ bếp, người ta nãy giờ kể mấy món ăn rồi. Dạ. Thích ăn mấy món đó không?
Dạ thích. Cho học dịch cá thô tộ rồi đó, thích không? Dạ thích. Rồi còn gì nữa không? Biết quan tâm, không có gia trưởng, không hút thuốc, không rượu bia. Trời ơi sao không chỉ nhiều vậy, thời buổi giờ không hút thuốc, không rượu bia. Không rượu bia thì chắc hơi căng á, tại vì đàn ông mà phải giao không, tiếp. Không phải giao chút dạ, đỉnh, nghĩa là đừng có như cái hũ hèm. Vô một hai ly rồi phải giao trong cái câu chuyện là được. Đi tiệc tùng đồ cũng một hai ly thì cũng đâu có sao. Dạ. Tôi thấy cái bộ ổn quá, nhà gã nha. Tôi thấy nãy giờ là tiêu chuẩn là đạt rồi. Nhưng mà sao đó. Ơi Bình Thuận xa lắm chị. Người ta ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hiểu không? Đó. Là có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Chưa có nhà, người ta đang đi ở nhà trọ ở đây thôi. À. Bắt rễ được không? Nếu mà quen và cảm thấy hợp thì tiến tới được chị. Chịu bỏ rễ không? Dạ chịu chứ. Chịu chứ, sướng quá mà, mắc mớ gì. Có mấy người đàn ông á, cứ mỗi lần nghe ở rễ cái tự nhiên tự ái, lấy tự nhiên tu gì mà đi ở rễ. Xin lỗi, bây giờ thời đại gì rồi, yêu nhau mà đúng không? Ở đâu mà nó thuận lợi trong cuộc sống của mình, ở rễ sướng muốn chết. À, đi đâu cái có ba mẹ vợ chăm sóc con cái giùm, đưa vợ đi chơi thoải mái nè, được không? Dạ. Còn em, mẫu người lý tưởng của em sao? Mẫu người em thì giống như chị Mỹ Tâm, nửa truyền thống mà nửa hiện đại. À, rồi úp úp mở mở đó ha. Dạ dạ. Tóc thì như dài dài nhuộm nhuộm chút được không? Dạ được. Rồi. Mà đừng có xanh tím rồi. Vàng vàng thôi nhỉ. Cao một khoảng 1m6 vậy. Rồi. Trả giá một chút, hồi nãy mình cũng trả giá đó, bên này người ta cũng trả giá một chút. 1m5 thôi được không? Dạ 1m55 trở lên. Rồi. Khuôn mặt dễ nhìn. Ai không thích cằm gàm xí soạn. Xí soạn mới đẹp chứ, phụ nữ người ta phải xí soạn mới đẹp chứ trời. Mỹ đừng gì quá lố thôi. À đúng rồi, em ý em là vậy á, đừng có rồi. Quá lố. Đâu đâu đi coi hình coi, hai bạn chuẩn bị coi, cho chị coi hình coi. Đó, trong năm anh chàng đó, năm anh em lái chiếc xe tăng đó có ảnh đó. Bốn cô nàng. Rồi, bốn cô này có cổ trọng á, ráng kiếm đi, tôi nhìn tôi cũng không biết cô nào luôn. Theo em chọn anh nào trong năm anh đó, mặc dù hình ảnh hơi mờ. Chắc anh này. Tại sao chọn anh đó? Em đoán vậy. À, em đoán vậy. Rồi, em giữ hình đó đi nha, coi có phải anh đó không, còn em. Dạ, anh này nè. Sao chọn cô đó? Dạ, thấy cô này trẻ hơn mấy cô này. À. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cánh cửa trái tim này sẽ mở ra. Và mình xem coi mình đoán có đúng hay không nha quý vị. Đúng rồi. Sao? Dạ em chào anh. À, anh chào em. Rồi em thấy sao? Dạ hình như đoán sai rồi. Đoán sai là bị phạt. Em đoán đúng rồi. Em đoán đúng ha, hay quá ha. Em nhìn em biết mà, tại vì mấy người ở đây giống như chị gì với lại chị hoặc là có một người bạn gì đó thôi. Giờ bị phạt gì đây, muốn phạt cổ gì đây em? Tùy chị thôi. Tùy chị đó hả? Bây giờ bắt cổ hát cho mình nghe một bài được không? Dạ được á chị. Rồi mời em. Cho nó sôi động xíu. Dạ, để em bình tĩnh lại đã. Rồi nãy giờ có ai làm gì em làm em mất bình tĩnh. Tao vui muốn chết luôn à. Nếu phải chờ hàng vàng năm nữa, em sẽ đến như những cơn mưa, làm dịu đi nắng gắt cuộc đời em bấy lâu. Bắt đầu từ tình yêu em cất giấu, anh tin rằng còn một thế giới nơi mà ta hạnh phúc suốt đời. Sẽ chẳng còn hối tiếc hay những câu giá như, biết được tình yêu em dành cho anh nhiều bao nhiêu. Rồi, trước khi chị Tường ra ngoài, chị Tường phải làm một cái nhiệm vụ quan trọng. Đó là sao Tường thấy hai người chuẩn bị quà mà không tặng cho nhau? Dạ, em tặng anh quà. Bối rối quá. Bối rối quá. Anh tặng em. Luôn. Cảm ơn. Sao trùng hợp quá. Ừ, mà sao trùng hợp, hỏi nhau coi tại sao cùng tặng sách hết trơn vậy? Cuốn sách đó thì anh cũng tâm đắc lắm. Nếu mà có điều kiện thì tụi mình đến được với nhau thì anh mong sẽ có ngày. Ủa sao nói chuyện mà ông nhìn mắt em rồi xin. Ông nhìn ông sợ ông cà lắm. Tại vì ông run cũng cà lắm. Đúng rồi chị. Anh mong sẽ có một ngày nào rảnh rỗi thì mình cùng đọc chung cuốn sách mà anh tâm đắc. Dạ. Chà. Dạ em cảm ơn. Cùng đọc chung là sao ta? Cùng đọc chung có nghĩa là hai đứa cùng phải ngồi nghĩ chung với nhau. Hoặc là ngồi nằm chung, tay kính nằm lên đây, rồi hai đứa cầm cuốn sách đọc mới là đọc chung được đúng không? Em ví dụ em đọc xong anh cho anh mượn đọc, hoặc là anh đọc xong em đọc, còn đọc chung là có ý đồ. Hy vọng một ngày nào đó hai bạn sẽ cùng đọc chung cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Rồi được rồi, lát hai bạn cứ ngồi đây tự bàn nhau về chuyện sách, chuyện yêu đương đi nha.
Mời hai bạn thưởng thức ha, những món ăn của nhà hàng. Đây là món khoai môn chiên xù nè, rồi bánh xếp tôm mặn nè, há cảo sò điệp nè, và há cảo thủy tinh. Chúng ta vừa ăn uống ha, rồi vừa trò chuyện với nhau y như chị Tường nói lúc nãy nha. Dạ. Tự tin lên nha, nhìn thẳng mặt bạn gái bị phê bình rồi đó. Tại sao anh không nhìn mặt em khi nói chuyện? Dạ. Một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn. Anh mời em tự nhiên. Dạ, ăn đi anh. Thường thì những ngày mà em làm xong thì em có hay đi đâu không? Đi đâu chơi không? Như chiều tối rồi mình nghỉ đi làm về nghỉ. Thường thường em có đi uống cà phê, tụ tập bạn bè rồi. Cà phê ăn uống. Vậy em làm thường là giờ hành chánh à? Dạ, em làm theo ca. Làm theo ca là có thể xây ca rồi. Dạ. Đúng rồi, có ngày ca sáng, ngày ca chiều. Còn anh là làm về hành chánh? Anh thì làm từ... Tao Hoàng thì làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nhưng mà thứ chủ nhật thì anh được nghỉ. Thế là trước mắt vậy thôi, chứ bình thường thì anh làm cũng từ sáng đến chiều thôi, giờ hành chánh thôi. Thì những ngày thường rảnh rảnh thì anh cũng hay đi dạo cà phê rồi bạn bè rồi. Anh cứ tự nhiên thoải mái đi. Tại vô đây anh có nhiều chuyện đụng để nói mà vô cái anh bị gói á. Anh thấy em cũng xinh, lần đầu mở cái cửa này ra thì anh thấy em là anh đã kết em rồi. Anh đã kết em rồi. Dạ. Tại vì anh thấy cái gương mặt của em nó tròn tròn mà tâm trí của anh rồi, anh thích những người gương mặt như vậy. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh cũng nói chuyện cũng là thân thiện. Nói chung là chắc phải tìm hiểu nữa. Cảm nhận được. Cũng mới gặp anh thôi, cũng chưa biết nhiều. Nhưng mà thì đến chương trình thì mình không có nhiều thời gian để hiểu nhau. Nhưng mà mong em một lát sau chương trình thì mình có cho nhau cơ hội để tìm hiểu hơn. Tại vì đến đây thì anh, trước khi mà anh đến đây anh cũng bị mà delay á, kiểu mà bị chương trình hẹn lại cũng nhiều lần rồi. Thì cũng rất là khó khăn lắm rồi mới ngồi được ở đây. Yeah. Thì cũng mong chúng ta có cho nhau một cái duyên á, để sau này tiến tới lâu dài hơn. Yeah. Em ăn đi. Yeah. Ăn đi sao ngồi không vậy? Em nói thiệt chứ đợi chị vô quá trời luôn á. Sao vậy? Đợi chị vô gì? Chị mới đi ra có chút xíu rồi đợi chị vô. Thì vô bắt chuyện. Không có chị không ổn hả? Tại em tới đây thì em chuẩn bị hết rồi. Em phải là nhát mà em tự nhiên em gói quá. Em nhờ chị bắt chuyện, em nói chuyện với bạn gái mà trong tâm trí em đợi chị vô. Rồi có thời gian tranh thủ ngồi nói chuyện bạn gái, tự nhiên rồi ngồi nói chuyện bạn gái mà còn trong tâm đợi chị vô làm chi? Chị nghe đồn là em là muốn đến được chương trình ngày hôm nay là em đã trải qua rất là nhiều cái lần mà em không tin hôm nay em được ngồi đây luôn, đúng không? Dạ đúng rồi, em chỉ tới là gặp được chị là em mới tin là sự thật. Tại vì em bị cancel nhiều quá. Thấy thương lắm, bạn này là đăng ký chương trình lâu rồi. Dạ. Mà bị cancel hoài, lý do nhiều cái vấn đề trục trặc kỹ thuật. Hôm nay mà được ngồi thấy mặt chị Tường mới tin là hôm nay mình được may mối. Dạ. Mà nãy giờ em làm gì người ta mà người ta rung người ta khớp mà ta đợi chị vô cùng cứu chị vậy? Em không làm gì đâu, tại tự em thôi, tự em thôi. Bây giờ chị báo cho em một cái tin. Hôm nay chị ra ngoài là chị thấy có ba của bạn gái đi theo nữa. Dạ. Mà nãy giờ chị thăm hỏi là chị biết cái bạn gái là cũng thuộc loại kiểu là con cưng ở trong nhà đó nha. Rồi nhắm có về có chăm sóc bạn gái kỹ giống như ba mẹ của bạn ấy chăm sóc bạn ấy không? Dạ ok chị, vấn đề đó không thành vấn đề. Tại vì em cũng biết cách quan tâm bạn gái lắm. Dạ. Rồi, bây giờ chị sẽ mời ba bạn ấy vô cho em chào hỏi. Dạ, mời bác vào ạ. Dạ, chào bác. Đây, rồi, bây giờ bác đứng vào đây đi, bên đây nha. Hồi nãy giờ bác ở ngồi ở ngoài là bác thấy cặp đôi này trò chuyện với nhau thì cảm xúc bác như thế nào? Không có ý kiến. Sao? Ủa? Sao không có ý kiến vậy bác? Hôm nay bác em theo... hiền lắm. Nhưng mà bác đi theo ủng hộ con gái thì bác cũng phải cho con gái vài ý kiến để mà một hồi cổ mới quyết định là cổ có bấm nút hẹn hò với cái anh này hay không chứ. Đó là quyền tự do của nó. Rủi như em chọn cái người không có được đàng hoàng, không như ý mình mong muốn rồi sao? Thì ở nhà cũng có tham khảo qua chút xíu cho nó, như là nói cho nó biết. Dạ. Nhưng mà hôm nay bác tới bác coi bác cũng phải có chút ý kiến. Giờ bác nhận xét và bác nhìn bạn nam nè. Đó, bác cho ý kiến theo ý kiến riêng của bác thì bạn nam này như thế nào?
theo cô thì được, mà bây giờ không biết tánh tình sao. Hình như bác không phải người người qua. Sao em biết người qua hay vậy? Dạ em biết, tại vì em có bà dì cũng người qua. À, là nói chuyện cũng giống như bác vậy. Dạ, hả? Dạ. Dạ, cơ bản là bác nhìn sơ bộ là được, còn mà chi tiết được hay không là phải tìm hiểu. Thì cô cũng phải dám tìm hiểu cho nó rõ ràng. Một đời người chứ đâu phải là một ngày một bữa. Rồi, cảm ơn bác nha, ý kiến của bác vậy để cho bên đây tham khảo. Bây giờ chị Tường cho các bạn bóc những cái lá bài thôi, bạn gái bóc trước đi. Mình đọc lớn những yêu cầu trong này. Nói thật lòng điểm bạn thích và điểm bạn không thích ở đối phương. Này nhận xét em hay là em nhận xét bạn này? Thì hỏi bạn đó. Anh thì không đâu, anh thấy em quá ok rồi. Quá ok rồi. Nói thật lòng điểm bạn thích và điểm bạn không thích ở đối phương. Thích bạn này ở cái điểm nào? Dạ. Và giờ còn không, chưa có thích ở cái điểm nào? Em thích nhất là khuôn mặt bạn ấy tròn tròn, nhìn dễ thương, dễ nựng. Dễ nựng. Dễ nựng. Cho tao nựng không? Dạ, cho nựng má. Cho nựng má, cười rất là duyên luôn. Dạ đúng rồi. Rồi còn điểm nào? Điểm nào mà em chưa thích? Em chưa thích là bạn cái mà trong tư tưởng em mà thích hơi cao xíu thôi. À, dạ, bạn gái hơi thấp xíu. Em cao mét mấy? Em cao mét 5 thôi chị. Mét 5 thôi, đó mà bạn trai muốn mét 55 là thiếu 5 phần. Và thật ra bây giờ á, chế độ dinh dưỡng rất là ok, mình cho con uống sữa rồi phát triển chiều cao, calcium đồ này kia là con rất là cao luôn. Còn hai bạn đứng với nhau, bạn này ta mang giày cao gót lên là xứng rồi. Thật ra quan trọng là cái tính tình. Dạ đúng rồi, em cũng vậy. Với lại coi hợp với nhau hay không. Dạ. Nha. Rồi, bây giờ mời em. Bạn chú ý tới phần nào trên cơ thể phụ nữ hoặc người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt? Em chú ý phần nào trên cơ thể của anh này trong lần đầu tiên gặp mặt? Chú ý tới gương mặt của ảnh. Gương mặt của ảnh như thế nào? Hơi nhỏ, sao hai cái tay nó dẫn nè. Sao? Ai cũng nói vậy. Sao cái gương nhỏ rồi hai cái tay giống tay tiền vậy? Ai cũng nói vậy á, cái tay em bự mà thông minh. Lỗ tay giảo, cái người lỗ tay giảo thông minh cực kỳ luôn. Hồi xưa chị đi học thì nghe nói là lỗ tay giảo đó, giống như lỗ tay con lỗ tay. Con gì? Thông minh lắm luôn á, sắp thành tinh rồi đó mà. Hay quá. Ở ngoài cái đó ra còn gì nữa, trời ơi, để ý cho người ta quá trời. Để ý có cái lỗ tai giảo không vậy đó hả? Có để ý không? Anh giống diễn viên điện ảnh. Đó, Kiệt này giống Kiệt, em thích không? Dạ. Giống được nhiêu phần trăm? Giống được 60%. 60% vậy là tốt rồi, mỗi người phải có cái nét riêng chứ đúng không? Trên 50%. Rồi bây giờ còn điều nữa là hồi nãy chị hứa rồi là chị sẽ cho em hát cho bạn gái nghe. Được không em? Dạ. Rồi, vỗ tay cho bạn Kiệt. Rồi, tỏ tình đi. Anh, em có thể cho anh nắm tay em? Dạ. Sao tay anh lạnh quá? Anh run quá. Có thể anh không phải là người đầu tiên nắm tay em. Ủa mà sao anh không nhìn mắt em? Sao anh nhìn chưa? Nhìn mắt em. Có thể anh không phải là người đầu tiên nắm tay em, nhưng anh hứa sẽ là người cuối cùng nắm tay em đi suốt chặng đường còn. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu nhau đến trọn cuộc đời. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy vững tin. Trời ơi, ngôn tình là đây chứ đâu nữa. Cảm ơn em. Ủa em có cảm xúc gì không? Cho phát biểu cảm xúc cho chị nghe coi. Dạ, em thấy ảnh rung quá. Người ta rung là người ta xúc động thật sự. Dạ. Chứ những người con trai mà người ta mạnh mẽ quá, sổ sàng quá là người ta đâu có vậy, phải không? Dạ. Chứ sao ảnh không nhìn mắt em mấy sao? Em thấy không có nhìn vô. Có nhìn phút cuối em tỏ tình em có nhìn chứ, tại vì mới nói thì mình chưa có nhìn, tại mình suy nghĩ cái lời nói rồi khúc mà giữa cái câu nói lại cuối rồi em nhìn thẳng vô mặt nó có nhìn. Em muốn nhìn người ta thì có. Bây giờ chị Tại Thường cho hai bạn thêm một cơ hội nữa, bây giờ nhìn nha, và mỗi người chỉ cần nói một câu thôi. Em thấy anh thấy em rất là xinh, đến với chương trình này thì anh mong em thì cũng cho nhau một cơ hội để bấm nút để tiến xa hơn. Còn em muốn nói gì với anh? Dạ, em muốn nói tưởng tượng lại hình ảnh của cái người đó trong mắt mình
mình có rung động hay không. Đưa ra quyết định. Một, hai, ba. Hết thời gian. Em bấm rồi phải không? Dạ, dạ em bấm rồi. Chị thấy bấm rồi mà tại vì em nhấn. Em làm chị hồi hộp quá à. Sao chị kêu em phát biểu cảm nghĩ em không nói gì trơn. Chị sợ rồi. Em không bấm dễ sợ luôn á. Thật ra còn chơi em không nhìn mặt nữa. Thật ra em đâu phải vậy đâu. Em không phải vậy hả? Em có nhìn đúng không? Dạ. Mà em hồi nãy em có nghĩ là em đoán là cổ sẽ bấm hay là cổ không bấm? Em đoán là cổ sẽ bấm. Sao em tự tin hơn chị vậy? Chị là sợ cổ không bấm á. Bây giờ thì hai bạn nắm tay nhau nè. Và chị Tường tuyên bố ngay từ bây giờ là hai bạn sẽ trở thành một đôi. Thay mặt chương trình gửi tặng cho em một phần quà. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Dạ, có tình vui sớm báo chị Tường nha. Dạ dạ. Hôm nay vui không? Vui chứ chị. Hôm nay gặp chị Tường thật sự rồi ha. Dạ gặp chị Tường thật sự. Em có nhiều chị mới nói lắm nhưng mà lên gặp chị em run quá em quên hết. Trời đất ơi thương ghê vậy. Dạ. Một chàng trai rất là thiệt tình. Rồi cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Thời lượng của chương trình đã hết rồi ạ. Chúng ta sẽ tạm biệt tại đây và gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV quý vị nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Thôi chào thôi tụi em.